Rồi hello, mình xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình mới nhận được một cái bo các bạn ơi. Cái bo máy hiệu Sony. Cái dòng bo này da cũng khá là lâu rồi, nhưng mà do cái màn hình nó khá là bền các bạn, cho nên là mình cứ gặp bo hư sửa tới sửa lui, sửa khá là nhiều về dòng này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem một cái video nói về cái bo vi xử lý dòng 40R452 nha các bạn. Đây cái bo của mình nè các bạn. Cái bo của mình là 40R452. Cái dòng này là con TV Sony đời đầu LED các bạn, đời đầu LED của Sony, da khá là bền, không có mạng internet nhưng mà khá là nhiều khách hàng xài từ xưa đến giờ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tháo sẵn ra. Đây cái máy này của mình là chuyên dùng để sửa bo các bạn. Đây cái bo này là mình nhận lại của một cái bạn thợ gửi cho mình sửa nè các bạn ơi. Thì trên bo thì mình thấy cũng còn khá là zin nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo kiểm xem coi là nó mất áp ở đâu mà không có đèn báo các bạn. Cái đèn báo của mình là không có, hoàn toàn tối thui các bạn ha. Cắm nguồn vô và mình đo kiểm các bạn ơi. Đây mình phân tích sơ cho các bạn xem trên cái bo này nguyên lý hoạt động như thế nào các bạn ha. Thì cái đầu tiên các bạn để ý cái con IC này các bạn. Con IC này chính là cái con IC nó là một con fed cặp nằm bên trong rồi các bạn. Nó chống cái vấn đề là ngược cực các bạn ơi. Và nó bảo vệ cái điện áp cao và điện áp thấp khi mình cắm cục áp to này vô các bạn ha. Khi các bạn cắm vô mà nguồn quá cao hay quá thấp là con IC này nó không dẫn các bạn. Nó làm ngắt cái đường nguồn 19 vào trong bộ khiển các bạn. Và trong quá trình các bạn xài, ví dụ như là cái cục dây này các bạn, mà chuột hay là mèo có cắn đứt các bạn ha, nếu như các bạn nhà các bạn tự nối á, thì có thể là mình sẽ nối ngược cực tính các bạn ha. Thì khi mình cắm vô đây á, thì cái con IC này nó có tác dụng là nó sẽ không cho điện áp đi qua. Nó sẽ bảo vệ là khi mình cắm vô cái nguồn đi vào ngược cực tính là con IC này bảo vệ được các bạn ha. Cái khu vực bên đây là khu vực LED. Đấy, cái mặt này là cái mặt driver này. Đấy, những cái biến thế này là nó sẽ boost áp LED lên để nó cấp cho cái khu vực vô cái mầm LED. Còn cái khu vực chỗ cái đám này là toàn bộ khu này nó có 1 nè, 2 nè và 3 nè. Ba khu vực này chính là nó ổn áp ba cái mức nguồn các bạn ha. Đây là nguồn 3V3 cấp trước nè. Đó. Đây với đây là một cái nguồn là 1V5, 1V2 nè. Hai cái nguồn là nguồn cấp sau. Đó. Khu vực bên đây là nguồn 5V nha các bạn. Đó, khu vực ở đây là nguồn 5V nè, để cấp cho cái cổng USB nè. Cấp qua đây. Còn cái quan trọng nhất là cái bo này, chỗ khu vực đây là cái mặt này chính là cái mặt reset các bạn. Cái dòng bo này nó cũng hay hư cái khu vực reset này khá là nhiều các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra theo thứ tự cho các bạn ha. Là mình sẽ kiểm tra nguồn vào. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra nguồn vào xem coi là nguồn mình vô được nhiêu. 19V7 nha các bạn. Sau khi nó qua cái con này là nó ok, chỗ này điểm lại được nhiêu đây. 19V7. Đi vô đây thì cái con này chính là cái nguồn 3V3 cấp trước các bạn. Mình đo thì mình thấy cái đồng hồ của mình lên là được có 0.5 các bạn. Thì mình nghĩ là cái nguồn này đang có vấn đề các bạn. Cái nguồn cấp trước cho cái con vi xử lý này đang có vấn đề này các bạn ơi. Đó, mình đo xem cái nguồn bên này coi. Tất cả những cái nguồn ra hiện tại bây giờ là mình thấy là nó không có dấu hiệu ra các bạn. Đó, tịt hết rồi. Cái khu vực này là cái nguồn này là cái nguồn 12V này các bạn. Đấy, vào 12 là ra 12 không có nữa. Nguồn này thì cấp cho cái màn hình các bạn ha, cấp cho cái thanh gỗ trên cái màn hình này. Mình xem coi cái nguồn nó cấp cho cái mặt cao áp có không. Nguồn cấp cho cao áp cũng ok hết các bạn ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nguyên lý hoạt động của cái nguồn cấp trước này nha các bạn. Thì bây giờ cái việc đầu tiên là mình đo thì mình thấy là nó không có nguồn cấp trước, thì đương nhiên là nguồn cấp sau không chạy, là không có đèn báo là đúng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đo trở kháng tất cả những cái đường nguồn này xem có chập hay không. Nếu ví dụ con IC nó chập thì nó cũng đâu có ra nguồn được các bạn. Thì mình sẽ đổi qua đồng hồ này, mình đo trở kháng xem coi nó chặn chập hay không ha. Bây giờ mình sẽ đo cái nguồn 3V3 cấp trước. Mình thấy đồng hồ của mình là không có dấu hiệu chậm chập. Cái nguồn này coi khoảng 30 ohm là bình thường các bạn ơi. Tại vì hai cái nguồn này là 1V5 với 1V3 là trở kháng nó rất là thấp. Nó rất là thấp, nó giống như kiểu giống như vừa về mát vậy các bạn. Như mình đo lên là mình thấy là nó cũng khá là bình thường, không có dấu hiệu chậm chập. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đánh vào trọng tâm cái IC, con IC nguồn cấp trước 3V3 này các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình là cái con IC này thì bất cứ IC theo cái kiểu mà chạy theo cái kiểu mà hạ áp đều có chân on off. Thì và chân hồi tiếp nha các bạn. Nhưng hồi lúc mình ghim vô thì mình thấy là nguồn ra nó không có, là khả năng trên đường hồi tiếp nó không có vấn đề gì các bạn. Đa số là nó lỗi trên cái đường on off các bạn ơi. Cái dòng này chuyên gia lỗi on off. Thì cái chân on off này các bạn để ý cho mình là cái chỗ này các bạn. Cái chân on off là cái chân V, chân N này là thường là chân số 7 nha các bạn. Cái chân số 7 này chính là cái chân là on off, nó sẽ có một cái đường 19V lỗ nhỏ xíu đây này các bạn.
cái lỗ này sẽ ăn lên cái đường 19V, nó sẽ đi chui xuống gầm con điện trở này và nó đi ở đầu con điện trở này. Nó qua con điện trở này, nó đi vào chân số 7 để nó cấp một cái mức điện thế khoảng 4V nha các bạn. Đó, khoảng 3-4V cái chân số 7 này để cho nó mồi cho cái con đi xe dao động này nè. Đó, làm việc. Cái chân này giống như chân mở đó các bạn. Và nó có một cái cây điện trở trên cái chỗ này là ổn định, dập xuống mát, tạo thành cái cầu vân áp, lấy điểm mẫu ngay đây là bao nhiêu vôn ha. Còn cái chân số 5 là các bạn, cái chân số 5 là chân này ha. Thì cái chân này lấy cái đường hồi tiếp về này, thông qua hai cái điện trở và cái điện trở dập mát này các bạn. Cái chân số 5 này chính là cái chân quyết định cái nguồn ra là bao nhiêu vôn các bạn ơi. Thông qua hai cái điện trở này và cái điện trở này tạo thành một cái cầu phân áp, lấy mẫu từ cái nguồn ra về cho IC. Thì tùy theo hãng sản xuất là họ thiết kế hai con điện trở và con điện trở dập mát là ba cái điện trở này như thế nào thì nguồn ra nó sẽ thay đổi các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ chú trọng vào cái chân số 7 này các bạn. Mình chú trọng vào chân số 7 là chân N hay còn được gọi là chân on off các bạn. Nó cũng gần giống như chân Mercedes luôn nha các bạn. Nếu cái chân này mà nó thấp quá hay cao quá thì IC không chạy các bạn. Còn nếu mà mất luôn thì càng không chạy. Như một số cái dòng này á, là chạy lâu ngày thì nó thường nó hay mất cái điện áp tại cái điểm cái lỗ này các bạn. Cái lỗ này nó có điện áp là 19V5 bằng nguồn các bạn. Thường là nó bị đứt mạch điện vô đây hoặc là nó đứt điện trở này các bạn ơi. Tại mình đo mình không thấy phát hiện là chạm chập gì hết thì khả năng là cái con này nó mất cái đường on off. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho mình đo xem ra là cái nguồn 19V vô đây có hay không ha. Cấp nguồn vô này, mình sẽ đo cái nguồn 19 coi. Đây mình đổi qua cái đồng hồ số mình đo vôn cho các bạn nhìn cho rõ này các bạn. Rồi. Cái ngay cái lỗ này là mình đo coi là nó được 19V7 các bạn. Vậy là chứng tỏ là không bị đứt các bạn ha. 19V7 sẽ đưa vào đầu của điện trở ngay đây. À, vẫn có. Thì qua cái điện trở này là mình đo là nó ngay cái đầu này nó phải có khoảng 4V5 các bạn. Dao động là từ 3V3 cho đến 4V5 nhưng mình đo là không có vôn nào hết. Mình đang nghi ngờ là cái điện trở này là đứt các bạn. Thì do mình làm nhiều các bạn. Mình biết cái điện trở này là giá trị nó khoảng 100kg nha các bạn. Để nó cấp vào trên số 7. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra. Mình tháo cái bo này ra và mình thay cái điện trở đó. Hoặc là mình đo cái điện trở đấy có đứt hay không. Mình sẽ thay cái điện trở mới và mình test lại nha các bạn. Tháo ra các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kho cái điện trở này ra để mình đo xem cái điện trở này có đứt không các bạn. Mình nghĩ khả năng là cây này đứt rồi, mình để đây các bạn ơi. Mình tiến hành mình đo cái con điện trở các bạn ơi. Đo con điện trở ha. Cái đồng hồ của mình không nhúc nhích các bạn. Đó. Sau khi mình đo thì cái con trở này mình thấy nó đứt rồi các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay con điện trở các bạn. Nhà mình có sẵn những cái cuốn sách này là có rất là nhiều những cái giá trị điện trở các bạn thấy rất là nhiều giá trị điện trở ha. Những cái bạn nào mà ở quê á, mà mới sửa các bạn nên mua cái cuốn sách điện trở này nha các bạn. Đấy, cuốn sách điện trở này á, là sẽ giúp rất là nhiều cho những cái bạn ở quê mà linh kiện hiếm các bạn ơi. Các bạn mua con sắt này thì các bạn kiếm những cái giá trị cái điện trở này rất là dễ các bạn ha. Sắt này thì có bán rất là nhiều ở trên diễn đàn các bạn. Đây mình sẽ lấy một cái điện trở 100kg nha các bạn. Đó. Do cái này là mình làm khá là nhiều rồi mình biết cái điện trở này là 100kg các bạn. Mình sẽ bỏ ra đây. Đó. Mình sẽ bỏ ra đây sẵn các bạn. Sẽ đo cho bạn xem cái điện trở 100kg ha. Đó. Đồng hồ của mình nó lên được là 99.6 nha các bạn. 99.6 là xem như là 100 rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ khò vô đây ha. Ok rồi các bạn ơi. Chà rửa sạch sẽ hết đi rồi mình ráp bo vô.
tiến hành mình ráp hết vô nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ cắm vô mình cho máy chạy thử nha các bạn. Đây mình sẽ đo cái ngay cái đầu điện trở các bạn. Ngay cái đầu này mình đo thì mình thấy đồng hồ mình lên được là 4.3V nha các bạn. Đó, trên này nó dao động tầm từ 4V cho đến 4.5V là đẹp các bạn. Mình xem nguồn ra coi. Nguồn ra là 3.3V. Đó, nguồn cấp trước 3.3V các bạn ơi. Cái nguồn này coi. Nguồn này là 1.2V nè. Đó. Cái nguồn này đi ra đây là ra đây. Nguồn này là 1.5V nha các bạn. Đó, nguồn cấp sau này 1.2V, 1.5V nè. Mình xem cái nguồn đây coi. Nguồn này 5V cấp cho USB nè các bạn ơi. Đây có con IC nhỏ xíu coi xem cái nguồn này là nguồn gì nha các bạn. Đây mình vô đây, mình ra đây coi nhiêu đây. Cái nguồn này cũng 5V luôn các bạn, 5V vào đây nè. Nó mở đi ra bên đây. Nó mở đi ra bên đây, 5V. Quan trọng là mình đo trên reset nè các bạn. Đây chính là con IC reset nha các bạn. Đây. Nó có cái chân vào là 3.3 nè. Ra 3.3 nè, con này chính là reset các bạn. Thường nó hay bị đứt cái điện trở đầu tiên này các bạn. Cái điện trở này khoảng 100kg nè. Nó lấy mẫu là 19V nè. Đó, nó đi qua đây là khoảng 4.000 mấy nè. Đó, đây nó được 3.7 là cái điện trở này cũng hơi dấu hiệu già nha các bạn. Bình thường cái chỗ này là khoảng 4.2, 4.3 là đẹp. Cái điện trở này 100kg là mình thấy có dấu hiệu hơi già đó các bạn. Nó được 3.7 này các bạn. Đó, cái điện trở này cũng khá là hư nhiều. Đó, trường hợp các bạn mất lệnh reset tại cái chân này nè. Là các bạn lưu ý cái điện trở đó cho mình giùm mình nha các bạn. Chính là cây 100kg nằm ngay đây là chuyên gia chết là mất lệnh reset là cái bo của mình là đầy đủ các nguồn cũng không chạy các bạn ơi. Sau khi mình đo kiểm thì mình thấy tất cả mấy nguồn ok và máy của mình có dấu hiệu chạy các bạn. Mình sẽ bật lên cho các bạn xem là cái bo của mình chạy ok hay chưa ha. Đây máy của mình đã chạy lên ok các bạn. Đó, máy của mình đã lên hạt mũi ok ngon lành hết rồi các bạn ha. Những cái dòng máy này những khách hàng xài thì hiện tại màn hình còn khá là nhiều. Chuẩn bị vào cái tháng mưa bão rồi các bạn. Những cái bo Sony dòng này nó hư khá là nhiều đó các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Mình hẹn các bạn ở những cái video kế tiếp nha các bạn. Những cái bạn bận mới, những cái dòng bo mới nha các bạn ơi.